Xin chào quý vị các bạn, em bên nguồn máy chống gom. Hôm nay bên em vừa về một cái sản phẩm máy làm kem tuyết Minh Xu, cái sản phẩm mã hiệu mới này. Cái máy này là cái loại máy mà chất lượng cao, sản xuất và dành riêng cho thị trường Đài Loan các bác nhé. Máy này thì là cái máy mà có hiển thị màn hình cảm ứng này, công tắc nguồn này, cảm ứng các bác nhé, điều khiển bằng một nút bấm. Tất cả đây nó hiển thị những chỉ số mà từ tốc độ đến cái chế độ làm lạnh này, hay là chế độ làm sạch này, clear này. Đấy, tất cả đây nó đều có chế độ ở đây cả. Sử dụng công tắc nguồn này thì ở trên cái bản điều khiển này nó khác với cả loại máy cũ, giống như dòng máy mà BZX này thì là tất cả đều bằng tiếng Trung. Đấy, sử dụng ở thị trường Trung Quốc, con này là dành cho thị trường xuất khẩu các bác nhé. Thì sử dụng bằng tiếng Anh này, up down tốc độ nhanh chậm này, chế độ làm lạnh này, chế độ rửa này. Ở trên này thì máy đã lưu những cái đặc điểm của thông số của máy làm lạnh trong 3 giây, sử dụng động cơ tự động 100%, ấn một nút làm sạch, tốc độ có thể điều chỉnh được, tiếng ồn nhỏ, và cái quả lô này thì là quả lô đảm bảo tiêu chuẩn y tế, cũng như là sử dụng cái động cơ máy nén, cái compressor là máy nén của cái con này thì nó sử dụng cái máy nén của động cơ hãng Nidec các bác nhé, sản xuất tại bên trong này, cái ruột nó là sử dụng cái động cơ Nidec sản xuất tại Made in Mexico các bác nhé. Con này là cái mà hãng Nidec là hãng rất là nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên sản xuất những loại máy nén cho tủ lạnh, rồi những loại tủ lạnh Hitachi, những cái tủ lạnh rất là tốt để sử dụng lại lốc này đắt tiền. Và cái này thì nó vẫn đằng sau nó vẫn là cái dàn làm giải nhiệt bằng nhôm, thế nhưng mà cái hệ thống động cơ này là động cơ biến tần tăng tốc, nó làm lạnh rất là nhanh, nó làm mát trong điều kiện mà chúng ta làm ở những môi trường nóng, ở những vùng mà có như khí hậu nóng thì nó sẽ giải nhiệt và nó làm giúp cái đông đá của cái phần này tốt hơn. Đấy, đây là cái thông số của máy các bác nhé, thông số của máy đây. Cái máy này nó sử dụng 1200W, động cơ 220V. Đấy, con này thì nó có cái trọng lượng của nó nặng hơn, nó là 41 cân. Đấy, so với con khác thì nó nặng hơn khoảng chục cân vì cái máy nén nó lớn. Và cái này là sử dụng cái loại ga R404A các bác nhé. Cái ga này là sử dụng là 350g, hết thì chúng ta bơm xả hết đi, bơm đủ 350g là đủ cái tiêu chuẩn của nó. Tiếp theo thì chúng ta đi sang vòng cái này. Bên này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái hệ thống điện của con này. Đấy, tất cả ống bên trong này, ống và ống đồng hết các bác nhé. Ống đồng này, bên trong này ống đồng này. Và cái vỏ này đang hiện tại là đang được dán một cái lớp bảo vệ inox các bác nhé, lớp siêu của inox. Đấy, để cho đỡ xước chúng ta nếu mà khi mà mua về thì chúng ta bóc một cái là nó mới như mới luôn. Đấy, cái siêu lốc. Và con máy này thì có những đặc điểm mà nó khác những máy khác này. Ví dụ quả lô này thì cũng là kích thước quả lô 10 phân, đường kính 135 đến 140. Thế nhưng mà cái cổ trao đổi nhiệt nó rất lớn so với những loại máy khác. Những loại máy khác mà công suất 1300 thì cổ trao đổi nhiệt nó nhỏ, nó giống như thế này thôi. Các bác nhìn thấy. Thế nên khả năng là lạnh nó sẽ chậm hơn. Cái cổ trao đổi nhiệt nhỏ như này. Cái kia nó to cỡ 3. Đấy, và quả lô này thì là quả lô loại khác các bác nhé. Loại này là quả lô chất lượng bình thường thôi, nhưng loại này là loại chuẩn y tế này. Đấy, bóng này. Và cái quả lô này ấy, nó sử dụng lưỡi dao lớn hơn. Có nhiều lưỡi dao của nó lớn hơn này. Và thiết kế góc cắt của nó là phù hợp với cái góc cắt đá nên dao nó rất là bền, không giờ chúng ta phải chỉnh sửa cả. Loại dao này là sẽ sử dụng góc cắt khác bác nhé. Cái góc cắt là vuông thẳng đứng lên, đồng thời nó hơi trong một chút thì nó đủ cái góc cắt của cái vật liệu các bác nào làm về cơ khí sẽ hiểu cái góc cắt là như nào. Cái góc cắt nó thì điều chỉnh con dao này thì chúng ta chỉ điều chỉnh hai con dao, hai cái ốc thôi, bốn cái ốc này. Cái hệ thống mà hàm cái đỡ này thì nó cũng làm bằng inox, em chưa bóc rồi thôi, cài vào đây. Tiếp theo là cái hệ thống máng đỡ của nó cũng khác các bác nhé. Cái máng đỡ của nó đây, vừa đây em đổ thử cái sữa lên cái máng đỡ của nó thì nó sẽ kín được sau này. Còn nó, cái máy kia thì máng đỡ một vòng này, nhưng tại sao cái máng đỡ này giống như xem trên video nó có thể đổ thẳng vào đây mà nó không bị làm sao. Đấy, con này thì lắp lên, chúng ta lắp rất đơn giản thôi, lắp giống như cái kia. Đấy, nó tương đối là khít hơn một chút, nhựa nó dày hơn. Đấy, nhựa nó dày hơn cái loại này khá đấy. Khi mà lắp xong như này thì cái vỏ mà bảo vệ nó thì chúng ta có thể bỏ dao nó lắp vào, rất đơn giản thôi, đặt vào đây gài lên cái là được. Nó còn ốc ở đây không có, chúng ta nhấc ra. Đấy, không cần phải vặn ốc làm gì tốn thời gian. Đấy, và chúng ta cắm vào đây hoặc là đổ nước trực tiếp vào đây. Đấy, thì em sẽ test thử cái máy này cho bác xem, hướng dẫn các bác là vận hành cái máy này. Chúng ta lắp vào này, chụp này.
vẫn bình nước, vẫn là loại phải có van bì đây nhá. Các bác thả đúng vị trí cho em. Đúng vị trí. Các bác chú ý nhé, cái vị trí trong này này. Đây em bảo là. Các bác nhìn nhá. Trong này nó có một cái điểm nó nhô lên. Các bác nhìn điểm nhô lên chưa? Thì chúng chọc đúng giữa cái lỗ của bi này để nó mở nước ra là được. Đây bây giờ nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái bi đấy không? Ok rồi, nhìn thấy bi rồi. Đặt vào. Đấy, đặt đúng vị trí của nó. Rồi chúng ta đặt chưa chưa có chúng ta nhìn sang bên cạnh này. Có thể nhìn thấy. Đấy, đặt đúng vào hòn bi đấy. Đấy, thì nó sẽ ok luôn. Đấy, sau khi mà đặt nước vào xong thì nước sẽ tự động nó chảy xuống cái bàn này cho nó đủ cái nước nó. Thì chúng ta tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên là nút nguồn này, nếu chúng ta chưa bật thì nó sẽ không điều khiển ở đây được. Nhưng mà nút nguồn lên thì chúng ta điều khiển tốc độ nhanh chậm. 60 là max các bác nhé. Tốc độ 60 là tốc độ nhanh nhất. Đấy, chúng ta điều chỉnh tốc độ về trung bình không biết thì chúng ta điều khiển 30. Đấy, giữ hoặc bấm được được. Đấy. Tiếp theo là bấm cái phần máy làm lạnh. Đấy, bấm lốc lạnh. Đấy, là tức là nó sẽ hiện chữ cool đây. Thì cái quả lô nó sẽ quay, các bác nhìn thấy quả lô nó quay. Đấy, quả lô nó quay và máy nén bắt đầu nó chạy. Cái máy nén là rất là êm, chỉ quạt gió to thôi. Cái máy nén rất là êm. Cái này hãng sản xuất nói là sau khoảng độ 3 phút, 3 giây. Đấy, chắc cũng phải 4, 5 giây chứ không phải 3 giây. Lạnh rồi. Lạnh rồi, có đá rồi. Đấy, đông đá rồi. Rất nhanh. Tại vì nó còn cách cái dao một đoạn thì nó mới chặt vào được. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đá này. Đấy, mình nhấc cho các bạn xem này. Đá nó bao phủ quả lô rồi. Đấy. Đấy. Cái quả lô nó rất là khỏe, con dao động cơ của quả lô rất là khỏe. Tốc độ này là tốc độ chậm. Nó ra cái loại bông như này là cái đá nó rất là già các bác nhá. Cái đá rất là già chúng ta để như này nó không chảy nước. Đấy, còn cái đá mà nó non thì chúng ta để như này nó chảy nước hết rồi. Có hơi gió là chảy nước hết rồi. Đấy, tăng tốc này. Đấy, máy chạy rất êm luôn. Cắt gọt rất là khỏe. Đấy. Em sẽ để cho nó chạy một lúc cho các bác xem. Nó tự động hút xuống. Đá rất là lạnh này. Đây là dạng đá thì chúng ta sẽ thấy nó hình như này. Đấy, em sẽ đổ cái dạng sữa vào cho các bác xem thì nó sẽ là loại, nó sẽ ra dạng khác. Đấy, phải chạy hết này cho sữa vào. Đây, em sẽ đổ sữa vào cho các bác xem. Đấy, sữa thì loại này thì pha tương đối loãng, pha đặc một chút nữa thì nó sẽ ra cái dạng sợi. Nhưng mà cái dạng sợi là cái dạng mà nó non, nó rất rất là nhanh chảy. Nhìn thì đẹp mắt nhưng mà chúng ta để ra ngoài khoảng độ 3 40 giây sau rơi ra nó chảy thành cái nước luôn. Nên là khuyến cáo các bác không nên làm một loại sợi đấy. Làm sợi thì là Trung Quốc họ hay làm cái dạng sợi đấy, tại vì họ hay ăn kem vào mùa đông nên là nó không bị sao cả. Chứ mùa hè mình mà làm như vậy thì nó sẽ chảy hết. Bây giờ em đang nó chảy gần hết rồi. Đợi chút nữa. Máy này làm lạnh nhanh. Đấy. Bây giờ nó gần hết rồi nhá. Em mới cho sữa vào. Đấy. Đấy. Sữa vào thì các bác thấy nó khác chưa? Đấy, nó sẽ bông hơn này. Đấy, nó sẽ bông hơn. Cánh nó dài hơn. Đây là sữa. Đấy bác. Bút này. Đấy. Sữa là dạng nó bông hơn. Đấy. Nhìn thấy cánh nó bông hơn này. Bông hơn. Nó muốn như là nó dạng thì đổ lỏng một nước này. Đấy, sợ chưa? Đấy. Đấy rồi. Chúng ta sử dụng cái dung dịch nó đặc hơn một chút nữa. Đấy, điều đây là
ở cho máy chỉnh chậm một chút nó sẽ ra cái sợi nó dài dài đấy, nhưng cái sợi đấy thì nó sẽ rất là nhanh tan nhé các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em sẽ thử một cái vẫn là cái loại này, em sử dụng sang cái máy này để xem cái tốc độ của hai máy nó làm như nào các nhé. Em tạm thời tắt máy này đi. Con máy này là con máy mà phổ thông nhất hiện nay là con máy 750W. Cái công suất 750W và cái máy này bên em bán giá hơn 10 triệu đây. Cái máy này thì nó sử dụng điện 220. Động cơ của con này là sử dụng máy nén của hãng GRI Trung Quốc các bác nhé. Còn con kia là hãng Nhật là khác. Nhưng bây giờ em sẽ tiến hành test thử bật máy này. Chỉnh này. Con này làm bình su bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Cũng nhanh nhưng mà con này thì chúng ta dùng quy mô ở cổng trường hoặc là bán bình thường là ok rồi. Nó phải thông thường là nó mất khoảng 20 giây các bác nhé. Đây hãng có công bố luôn. Sau 20 giây thì bắt đầu mới có thể làm ra đá. Mở máy, bật máy lạnh trước 20 giây bật cái này. Đấy, mình bật trước. Đấy. Đã được 20 giây rồi. Bắt đầu ra đá rồi. Đấy, các bác thấy đá ra nhanh như cái đá này nó sẽ non hơn này. Đó nhìn thấy này, nó tan luôn này. Nó không dài như đá kia. Cái máy này phải đợi cứ khoảng độ trong khoảng 1 phút 30 giây sau thì đá mới già được. Đá non hơn rồi. Tăng tốc à. Máy này làm tốc độ khá nhanh. Không kém gì máy kia đâu, nhưng mà cái lạnh nhỏ xuống nữa thì giá nó sẽ già hơn. Đây khác thì bao nhiêu đó. Nên là khách hàng các bác cũng không phải lăn tăn quá về việc cái máy nào làm tốt hay máy nào làm không tốt. Đấy, bên em đều có tất cả các ba máy. Đấy. Đây, những cái máy này em gửi chuẩn bị gửi cho khách hàng này. Em đóng đây. Máy này gửi cho khách hàng đóng đi Cao Bằng này, con này là máy cũng 750. Đấy. Mà trên này thì có những cái mã máy mà to hơn một chút nữa. Mã này là mã máy 1300W. Mã máy kia là 360W. Đấy các bác nhé. Đấy thì như con này là 750W này, đấy, tốc độ làm các bác thấy cũng khá nhanh. Khá nhanh đấy. Không thể già bằng cái kia thôi. Không già bằng cái kia được. Thử hai cái mà chạy bằng nhau nó làm nhanh. Nó làm nhanh. Thử chạy cái này nó chạy thử xem là cái nào nhanh. Đấy. Nó chạy chắc là đúng là 5 giây rồi. Ra luôn. Nhanh hơn. Vẫn còn nhanh. Quay video thứ hai rồi, quay hai lần rồi đúng không? Tắt đi xong rồi làm so sánh rồi anh dừng lại.